Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test game ở trên con ZTE Libero 4 5G, một con máy giá rẻ thiết kế rất đẹp. Mình đã làm video unbox và trải nghiệm con này rồi. Và tiếp theo nữa là khía cạnh về cái khoản là gaming thì sẽ như nào. Cái con này thì nó đang bị chip Dimensity 700 ha. Ở cái phân khúc tầm hơn 2 củ thì đây là một bộ vi xử lý khá tốt. Nó như kiểu là con Helio G99 mà có 5G. Và con này thiết kế rất đẹp cao cấp. Và lưng nhám, kính nhám ha, cũng như cái bộ khung con này làm rất là sướng tay khi cầm. Và các bạn có thể là chơi game đồ này kia khá là ok. Và setting thì mình để mức là cần mắc setting ha. Tất nhiên không mắc được rồi. Và data thì mình cũng tải hết. Mình vào đấu hàng luôn và mình sẽ test game đầu tiên là Thiên Quân Mobile để xem nó như nào và chia sẻ nhiều hơn với anh em về dòng Libero. Đây là cái dòng mà tầm 2 củ mà các bạn quan tâm khá nhiều để làm máy phủ cũng như làm máy chính. Thì thực ra bây giờ 2 củ máy mới chính hãng không được con nào ra hồn, hoặc các bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro cao khi mua những cái mã sách tay cũ, ví dụ như là LG với G7, V40, Pixel 3, 2XL thì những cái mã đó khá là nát. Đó, rủi ro rất là cao và pin yếu. Còn với những một con máy mới tinh như thế này đến từ phân khúc sách tay thì cấu hình cao, pin trâu, thiết kế đẹp, kiểu như vậy, camera ok. Còn phân khúc nữa là máy chính hãng mà mới phân khúc tầm này thì chip thì kiểu như là Tiger T606 thôi, rồi Intel S23, rồi ZTE A72, rồi là Hot 30i thì là chip nó lại thọt quá. Là đây cũng là một cái giải pháp ha, để bạn có thể quân bình vừa được cái kiểu nó phần cứng nó an toàn hơn bởi vì máy mới full box, cũng như là được một cái cấu hình nó tốt hơn những con máy chính hãng. Nhưng mà bù lại thì nó có những điểm gì thì các bạn cũng phải chấp nhận một vài những cái cắt giảm ha. Ok, mình sẽ test game con này trước cái đã. Đầu tiên Liên Quân mobile cũng gắn, tức là hai củ mà chơi Liên Quân cũng là tựa game mà các bạn hay chơi rồi. Thì tầm này thì cũng chưa thể nào chúng ta kỳ vọng là chơi Genshin được. Ok, như vậy chúng ta đã bước vào ván game rồi ha. Và khá là nhẹ nhàng. FPS các bạn nhìn ở bên góc trái là 60 FPS ha. Pin lúc này là 24% ha. Và 11:43 các bạn nhìn để mà tham khảo xong xem một ván là nó bao nhiêu. 24% pin nó cũng xếp vào mức hơi yếu rồi đấy, nhưng mà thôi. Lỡ rồi thì cứ tiếp tục là test hết một cái ván Liên Quân đấu hàng như thế này. Và trước đây thì mình cũng từng làm về con Libero 2 rồi. Đây là cái đời 4 ha, đời kế nhiệm. Úi dạ, con này nó trâu lắm, không thể nào solo được. Không cẩn thận là nó ăn mình đấy. Mãi vẫn chưa có, úi giời ơi. Ăn hộ mình cái bạn ơi. Con này thì nó nâng cấp so với con Libero 2 là nó có 128GB ha. 128GB thì thoải mái hơn cho các bạn xài. Thay vì cái con Libero 2 thì nó là 64. Không biết solo có được không. Ui giời, thanh niên chạy nhanh đấy, không nhanh là dính bộc phá chết. Lên bảng đếm số. Con này loa nó đặt đây ha, là một điểm trừ. Khi mà các bạn cầm chơi game thì nó sẽ ảnh hưởng. Các bạn phải quay ngược lại 180 độ, hoặc cầm theo kiểu mé mé như mình này, thì nó không ảnh hưởng ha. Ui giời, bị KS cay thế nhỉ. Này hả bưởi. Đang chờ ulti nào. Y chạy liền thanh niên. Solo. Này hả bưởi. KS được một cái nhưng mà cũng trả một mạng. Khá mượt ha. Dimensity 700 thì với hơn 400.000 benchmark thì mình thấy là đầu game thì cũng khá là mượt mà. Ok, lên trên này xem thử như thế nào nào. Ui, nó hơi prop một phát ha. Nhưng mà thực ra bình thường thôi. Ui, chưa kịp KS à. Thôi vào đây thôi. Khá mượt ha. Nhưng con này thì RAM vẫn chỉ là 4GB ha. 4GB tầm này thì khen thì không khen, nhưng mà chê thì cũng không chê được. Tầm hơn 2 củ như này. Ui. Tên này không cho. Hay lắm, ăn được Nata, quá tuyệt vời luôn. Không phải đâu, vừa rang. Đâu, vừa rang. Khá là ok ha, màn hình này thì những thao tác lướt vuốt nó cũng ok.
Rồi vào luôn đi. Vào luôn đi nào. Ui, 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 vào luôn. Này thì ui dạ. Mình xin lấy mảng bạn. Đó, lấy mảng. Cứu, 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 cứu. Ây da. Ui da, cày đây nha. Khá ok ha. Máy thì vẫn mát, chưa nóng. FF 5960 chưa bị prop. Đây là cái mức gọi là cận max setting. Và để phần mềm cái này nó tối ưu ok. Con này thì nó vẫn trang bị tính năng nồi đồng cối đá ha. Độ bền rất tốt vì là thị trường Nhật Bản. Các bạn ý là những con máy thị trường Nhật Bản thường rất là bền. Những cái dòng nồi điện như là Sharp, Rakuten, Kyocera, Fujitsu các kiểu ha. Và vẫn trang bị chống nước. Bên Nhật thì chống bụi chống nước là tiêu chuẩn này. Dùng mấy dòng Sony chống bụi chống nước IP65, 68. Nhưng con này thì nó chỉ trang bị chống nước thôi, không chống bụi ha. Chống nước IP67 cũng là một trong những con rẻ nhất đấy, mới đập hộp mà có chống nước. Bên cạnh Note 10 GE. Mà con này đến từ ZTE, hãng Trung Quốc ha. Nhưng mà phần cứng ZTE thì cũng khá là bền thôi. Đâu rồi? Bây giờ xuống chỗ này à. Cái ông này, ông quái vật này mà xấu xí như này mà dám. Ui dạ, băng trụ luôn à, máu thế nhỉ. Anh đi bắt tập fly luôn. Tập fly cũng đâu phải đậu vừa ra. Ui. Vào đi. Băng trụ luôn nào. Ui dạ. Ra đi, ra đi, ra đi bạn ơi. Ui giời ơi, này hả bưởi. Tập lại quá mạnh luôn, tỷ số 15-2. Và này khả năng cao là win rồi. Quá tuyệt vời. Ý, 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 ý. Thôi thì vào. Ăn luôn trụ nào. Rất hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Wow, team đánh cháy. Thực sự nó combat các kiểu ha. Vẫn không bị drop ha. Vẫn đáp ứng được ha, khá là ok luôn. 5960, pin thì cũng hơi yếu một tí, báo đỏ nhưng mà vẫn không bị giảm hiệu năng. Ui, vào ăn luôn cái trụ này đi cho nó nóng anh em ơi. Nhanh kết thúc, tí nữa PUBG thì Trung test game sẽ test cho anh em xem nha. Mình thì test liên quân thôi. Này hả bưởi, khá là cháy. Win luôn anh em ơi, chưa win được đâu. Chờ thêm tí nữa. Đã kéo được rồi thì không có chuyển mà thoát được đâu. Ui nát à. Ui. Đâu rồi bạn ơi. Ý. Này hả bưởi. Ra ta. Rồi tưởng mình hết máu rồi. Chạy lại. Ui. Không phải đâu vừa rang. Ui à. Ông AD bên kia chơi ẩu thế nhờ. Biến về ngay gần quân địch. Tí nữa thì mình cho ấy rồi. Con này loa đơn ha, không có loa kép đâu anh em. Ui giời, quá đơn giản. Thế mà lên bảng đếm số. Còn cái tủ này nữa, thôi cho nó sân bay luôn đi. Thành sân bay luôn đi, tủ chính. Kéo đi, kéo đi Crack ơi. Kéo đi. Úi. Thôi win luôn đi cho rồi, để qua ván khác. Ui trời, quá cháy à. Team mình đánh cỡ này thì chịu gì nổi. Ui trời, ván heo trong tủ mà vẫn chết luôn. Chơi kiểu này thì chết. Quá tuyệt vời ha. Bây giờ 43, đến bây giờ là 51, có tính ra tầm khoảng 8 phút, cứ cho là 10 phút đi. 10 phút thì hao cũng tầm
đâu đó khoảng 2-3% gì đó. Pin này cũng trâu đấy, cũng không yếu đâu các bạn. Máy cũng không nóng lên nhiều ha. Một ván này các bạn xem là tổng thời gian là biết là bao nhiêu phút. Từ 11:41 ha. Và 8:41 đến 51 là đúng 10 phút ha. 10 phút hao tầm khoảng 2% pin, khá là ok. Về setting từ game PUBG với con chip này thì chúng ta setting được ở mức là 40fps rồi. Mình bật cảm biến con quay lên. Cảm biến con quay ổn nha mọi người. Ui, ui đông thế. Team địch đã đến nhà mình rồi. Ui. Thằng nhiên này solo luôn. Quá lộng hành rồi. Đông quá. Không bắn được. Rồi, giết được một tên rồi. Gọi chung trong phân khúc giá thì chiến ổn nha mọi người. Đây đây. Ôi. Thì video test game của mình trên chiếc máy Libero này đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video test game tiếp theo.